Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn mùa vườn quất nùng. Vườn quất này cây cao tầm 1,5 m. Cây rất xanh và đẹp. Giàn quả sáng, to. Vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Qua clip hôm nay mình chia sẻ với các bạn. Có bạn nào mua cây, mình sẽ để lại số điện thoại của nhà chủ vườn ở trong clip, để các bạn liên hệ trực tiếp với nhà chủ vườn. Mình sẽ đi qua một vòng để các bạn cùng tham khảo.